bánh cà rốt sinh nhật này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một giống mèo độc lạ mà mình mới nuôi ở quán. Giống mèo này tên là Báo Đời, và sau đây là sự tích của giống mèo độc lạ này. Bức ảnh này được chụp khi mình chở nó đi cấp cứu ở thú y. Nó cậy có chín mạng, nên nó đục cửa lưới sắt nhảy từ lầu 7 xuống lầu 2. Kết quả là chật xương chân trước, dập phổi. Chật xương chân thì chỉ cần bó bột thôi, nhưng dập phổi là nguy hiểm đến tính mạng vì máu chảy ra lập phổi khó hấp thụ oxy. Nhờ có sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, con Báo Đời nhà mình chỉ phải nằm lưu chuồng một tuần. Mỗi ngày mình đều phải chạy tới đút cho nó ăn, cho nó uống thêm bổ máu, giao dinh dưỡng. Sau đó nó được về nhà và cấm chạy nhảy trong một tháng. Bác sĩ đã bó chân lại cho nó, hẹn 10 ngày đến kiểm tra chân một lần. Thật may mắn vì bác sĩ đã nắm lại để khớp chân mà không cần mổ. Sau hơn một tháng, hôm nay mình mang nó đi tháo bột. Tổng chi phí cho lần nhảy bảo hiểm này là hơn 4 triệu. Không, con trai đấy ạ. Con mình đợi đẻ mà không giữ. Ôi, giống như các bánh gato sinh nhật vậy. Ôi. Để chị tháo bột cho Bi Ngu nhá, cho Bi Ngu hết, cái cà nhắc, cà nhắc, cà nhắc, cà nhắc. Bố ở lại quay lại cho bố xem. Tha hồ chạy nhảy luôn nhá. Chết rồi, Bi Ngu được làm lóc rồi, lóc đi tháo bột. Không, một ngày đi tháo bột cho Bi Ngu, Bi Ngu ơi. Chết rồi, Báo Đời nữa. Bi Ngu có rồi. Chừng nó chạy hết chưa, chạy đi. One hour later. Chắc nó ngủ nó cập rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đây, ôi, mở bánh. Mở bánh ăn sinh nhật này. Đây. Chết rồi, làm idol TikTok à. Bóc hàng chật mới. Ôi, bóc hàng này sao nha. Hơi dính rồi nha. Mặt quá. Còn đây. Mất luôn em hả? Rồi. Ồ, được rồi. Ồ, chơi một cái cục đấy. Liếm rồi, liếm rồi. Đó, đừng liếm. Con mang cái cục này về làm kỷ niệm không Đạt?